đề bài cho như sau. Trong một nhóm A, phân nhóm chính trừ nhóm 8A, tức là phân nhóm chính nhóm 8, thì chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì nhóm chúng ta phải đi từ trên xuống dưới. Thì những yếu tố tăng như sau. Đó là tính ba dơ, ba khử, tính khử, bán kính nguyên tử và tính kim loại. Còn ra chúng ta còn có đó là tính axit không có oxy. Tính axit không có oxy. Chúng ta có thử. Câu A, tính phi kim giảm dần. Chúng ta coi nha. Ở đây chúng ta không có phi kim, như vậy phi kim giảm là đúng rồi nè. Bán kính nguyên tử tăng, như vậy ý A đúng nè. B, tính kim loại tăng, độ ổn điện tăng, sai, độ ổn điện phải là giảm, với độ ổn điện không có trong này. C, độ ổn điện giảm dần. Độ ổn điện giảm đúng rồi. Tính phi kim tăng, sai. Độ ổn điện giảm và tính phi kim giảm, bởi vì nó không có trong đoạn tăng thì nó sẽ là giảm. D, tính kim loại tăng, đúng, bán kính nguyên tử giảm, sai, bán kính nguyên tử là tăng. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu A. Thế thôi.